The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping Tôi vẫn đi mãi Biết bao giờ trở lại Sài Gòn ơi

xin chào tất cả quý vị đã đến với chương trình The Jimmy Show Hôm nay rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình này à, Hôm nay sẽ có một người khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện cùng với Jimmy Và đặc biệt hơn là trong cái không khí rất là sang và đẹp của Lạc Cầm Thì chúng ta để cùng nhau gặp gỡ nam ca sĩ Nguyên Khang Xin chào anh à, Nguyên Khang xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình và xin chào Jimmy Và trước hết anh xin chúc mừng cho show của em Dạ, cảm ơn. Anh nghĩ là cũng phải đến lúc đài cần những cái chương trình như vậy và những người trẻ như em. Dạ, cảm ơn anh thật là nhiều. À, thì cái lời khen của anh cũng là cái nguồn động lực để em tiếp tục làm cái show này để gửi đến khán thính giả những cái cuộc trò chuyện với những người nghệ sĩ mà mọi người yêu mến trong bao nhiêu năm qua. Em muốn hỏi ngay anh câu đầu tiên là em được biết anh trước đây ở Seattle thì cơ duyên nào đưa anh qua Cali và góp mặt tại hội quán Thủy Dương? À, nhà anh lúc đầu đi qua Mỹ là ừ. ở New York mà qua đó lạnh quá ừ. cả nhà chịu không nổi thế là dọn về Cali ừ. nhưng mà sau khi về Cali ở thì em biết cái khoảng thời gian từ 95 96 thì cái tình trạng băng đảng ở Cali nhiều lắm ừ. đó là lý do mà nhà toàn trai không à hết bốn ừ. đứa con trai rồi có hai đứa con gái bố mẹ sợ con cái hư đó thế là dọn về Seattle à. Hả? Ừ. anh lên Seattle ở một thời gian xong rồi anh cũng đi về đây anh đi học học làm nghề móng tay thì cái nghề đó là cái nghề mà trong cái thời điểm đó và có có thể cho đến bây giờ nó là cái nghề gọi là cái nghề cứu cánh đúng vậy của người Việt hải ngoại mình Chính xác ai đấy. cũng bất cứ trong gia đình nào cũng có một người làm neo yeah, liên yeah. quan đến nghề này thì đó là cái nghề mách làm tiền nhanh nhất mà ừ. mình không có phải học nhiều mình chỉ cần mấy tháng trời mình học xong rồi mình đi training mình có cái chuyên môn là mình có thể nuôi gia đình bình thường thì anh là con trai lớn cho nên uh, anh đi học cái nghề đó để cho mấy em mình nó đi học. Dạ. Yeah. <laughs> Vậy là anh em mình là đồng nghiệp rồi. Thế trước đây em cũng yeah. là em. Yeah. Cũng từ neo ra cái bước yeah. đầu tiên khi qua Mỹ và cái cơ duyên nào mà anh lại đến hội quán Thùy Dương của nhạc sĩ Hoàng Trọng Thụy mà anh hát và bắt đầu sự nghiệp tại nơi đó. Thật sự anh đến hội quán Thùy Dương lúc đó là anh Thụy chưa là chủ. À. Anh đến lúc đó là anh Bùi Thế Phát. À, à. Anh Bùi Thế Phát là chủ. Yeah. anh đến đó, anh anh biết cái hội quán thì dương là qua vài người bạn yeah. Thì cũng mà buồn buồn rồi uh, ở trong lớp neo thì cô kim anh là người uh, là anh là học trò của cô kim anh ở cái 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 cái, cái trường của cô là nằm trên đường newland với westminster yeah. cái trường khá lớn mm. thì anh học ở đó thì cô hay văn nghệ lắm à. cô mọi uh, kêu uh, bắt cặp uh, coi như là bắt đại đến nào lên phải hát oh, yeah, thì right. anh cũng lên anh hát mm xong rồi từ đó mình mới quen những người bạn đó rồi ừ. bắt đầu đi ra những hồi đó thì như quý vị biết là tại miếng đất orange county này có rất nhiều những quán karaoke nổi tiếng thì anh cũng đến đó anh hát rồi xong rồi bắt đầu mình mới quen 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 ừ. anh gặp hoàng trọng thụy là ở một cái đám cưới à. một đám cưới của một uh, nhân vật nào nó cũng khá là nổi tiếng ở cộng đồng người làm một cái chức rất lớn trong cộng đồng thì anh đến đó theo lời mời của mấy đứa ban nhạc <laughs> mấy đứa bạn nó đánh nhạc cái đêm đó thì nó Ê, tới chơi với tao. Thì <laughs> ở đây có đám cưới lớn lắm, có nhiều ca sĩ rồi thì mình cũng tới đó mình chơi rồi lên hát một bài thì Long anh nhớ là ở Long Phụng Lầu á, Long Phụng Lầu ừ, là cái tiệm đối cái diện Phước Lộc Thọ, cái nhà hàng yeah. bây giờ vẫn còn rất là nổi tiếng. Yeah. Seafood. Ừ, ừ tới đó thì anh gặp nhiều người lắm hôm đó anh có gặp uh, nhạc sĩ Phạm Duy nè wow. nhạc sĩ Trầm Tử Thiên kể cả nhạc sĩ Trúc Hồ mà rất là nhiều ca thì sĩ là thời chín mươi mấy ừ. đó, đó, thì uh, anh hát xong một cái bài xong rồi anh đi ra ngoài anh đứng ở ngoài chơi hút thuốc thì anh gặp một cái người rất là cao cao ráo đẹp trai lắm ảnh uh, anh còn nhớ là ảnh mặc cái bộ đồ suit màu beige yeah. anh đến anh bắt tay mình và ảnh giới thiệu uh, anh là tuyển văn anh vừa mới nghe em hát một cái bài hát rất là hay mà anh nghĩ cái giọng của em hợp với những cái bài nhạc của anh. Ừ. Thì hôm nào nếu mà được thì anh em mình get together. Yeah. để mình có thể hát những cái bài thì mình cũng tại lúc đó em biết là mình đi qua bên Cali thì những cái người mà thích làm ca sĩ hoặc là muốn trở thành ca sĩ đó thường thường mình gặp rất là nhiều người producer. Uh -huh. Những người producer thiệt cũng có, những người producer giỏm cũng có. À yeah. yeah. hiểu không? À, thì mình cũng đụng những cái bad experience oh. cho nên mình không có tin ai uh, uh, uh. À, cho đến lúc anh gặp anh hoàng trọng thụy thì ảnh giới thiệu là tuyển văn thì mình cũng không biết ảnh là hoàng trọng uh, thụy yeah. thì uh, mình cũng chả tin nói thật với em anh yeah. cũng chẳng tin ờ à, cũng gật đầu cho vui vậy thôi uh. nhưng mà sau đó thì ảnh mời thì mình cũng đến đến nhà thì đến nhà gặp hai vợ chồng dễ thương lắm anh với hai người bạn đến thì ảnh mới lấy đờn guitar ra ảnh đờn mấy cái bài thì trong đó anh có nghe được, khi mà anh nghe cái bài đầu tiên là anh bị sốc, anh nói chẳng lẽ anh cha này xạo. Để cái bài đoạn khúc cưới cho em, à... trên con đường một mình em. Bài đó hồi xưa chị Thùy Dương rất là nổi tiếng cái bài đó. Um, thì uh, anh đàn xong cái anh nói là, em nói, ủa cái bài này hay quá, bài này em nghe hoài nè. Anh nói, ừ bài này anh viết. Cái mình nói, đâu có, bài này của Hoàng Trọng Thụy mà. Anh nói, anh là Hoàng Trọng Thụy. À, à, à lúc đó mình mới biết là mình gặp người nổi tiếng người mà mình hâm mộ mà mình không hề biết ảnh là ai mà lại mình lấy chỉ là nghe tuyển cái văn. tên tuyển văn cái tên yeah. tuyển văn là ảnh nói sở diễn có tên tuyển văn là ảnh làm đài VNCR à. có một thời ảnh làm host của đài VNCR thì ảnh lấy cái tên tuyển văn yeah. sau này thì ảnh mới đổi luôn ảnh mới lấy luôn cái tên tên thật của mình là hoàng trọng thủy yeah. đó wow vậy thì khi mà từ đó là anh em có duyên có với duyên nhau. gặp với nhau yeah. và lúc đó là sau anh đó thích. thì anh mới sang cái hội quán Thùy Dương, thì anh ra anh chơi với anh nhiều hơn, ừ. anh ra đó chủ yếu là anh em get together, rồi yeah. mình có được chị Lucy, chị Lucy đẹp yeah. đàn piano rất hay yeah, đúng vậy. Và anh được anh thủy train rất nhiều từ hội quán Thùy Dương, wow. vậy là có cái thể cái nói cái là mắn. anh từ hội quán Thùy Dương ra yeah. Vậy anh cũng là một cái may mắn Cái đó vậy. là một cái duyên, may yeah. rất yeah. là may uh -huh. Và lúc đó thì anh Thụy có giao cái sáng tác mới nào cho anh thâu CD hoặc là video thời đó không? các bài nào để viết cho anh? Có, có một bài, đó là bài Người như cố quên À Thì khi anh Thụy nghe anh hát, anh Thụy nghe cái giọng của anh Thụy, anh Thụy mới viết cái bài này Giống như người Việt mình kêu là Donny đóng giày, <laughs> anh viết cho anh Thì anh phát trên đài, đài VNCA Thì chị Phan Mỹ Sương là người giống như là thư ký ở đó đó vì phan mỹ dương lúc đó anh đi làm neo ở new mexico uh -huh. thì anh thủy với chị phan mỹ dương là cho anh kêu là pager cái thời đó xài pager chứ uh -huh. chưa có cell phone yeah. thì kêu anh gọi lại thì anh gọi lại thì anh thủy anh nói là uh, anh phát cái bài này á ngày hôm đúng đúng một tuần mà mỗi ngày có ít nhất 15 cuộc gọi gọi vô để hỏi bài này là bài hát gì và ca sĩ là ai uh -huh. lúc đó anh chưa có tên nguyên khang uh -huh. yeah. thì anh thủy biết là anh cũng chỉ hát cho vui thôi anh cũng không có mơ màng gì đến cái chuyện mà mình muốn làm ca sĩ ừ. thì uh, anh thủy nói là anh nghĩ là em nên cần consider cái này là cái career của em tại vì từ xưa giờ anh phát nhạc của nhiều ca sĩ lắm ừ. nhưng mà ít có khi nào mà được cái phản hồi tốt như vậy ừ. có nghĩa là khán giả họ rất chú ý đến giọng hát của em mà anh nghĩ là em nên học hỏi thêm để mình có thể Đi, đi theo à. đường chuyên nghiệp thì anh, anh cũng nói là em cũng chỉ hát cho vui thôi chứ thật sự mình không có mong gì. Yeah. Uh -huh. Thì, thì uh, sau đó cũng bận điên thời gian uh -huh. thì bắt đầu có những trung tâm nhỏ như là thời đó là trung tâm Bích Thu Vân uh -huh. của chị Ca Thi Huệ yeah. là cái tiệm Bích Thu Vân là lớn lắm ở trong Phước Lộc Thọ thời đó chuyên uh -huh. bán những nhạc sang uh -huh. tất cả những bài hát nhạc sang em cứ vào đó làm kiếm được đúng vậy. Rồi, uh -huh. uh, rồi uh, chú Thành Chú Thành của trung tâm World, tâm World Là anh ruột của chị Bích Thu Vân Và một số những trung tâm khác Gọi cho anh ừ. Gọi cho anh Thụy để kiếm anh Trong đó có có cả chị Thùy dương, wow, dương ca sĩ Thùy dương. dương Thì anh Thụy chơi khá thân với Thùy Dương Thì chị Thùy Dương có Có nhã ý mời anh xuất hiện trong cái show của chị Cái show ra mắt CD yeah. Lúc đó là chị Thùy Dương không còn hợp tác với trung tâm Asia nữa yeah. Thì anh có xuất hiện trong cái show của chị Thùy Dương và hát một bài thì anh, tên thật anh không phải là nguyên khang anh Thụy phải tốn hai tuần lễ để đặt cho anh được cái tên nguyên khang oh, wow. sau khi loại bỏ một loạt đó, các cái tên đừng rồi, bị cuối chung hai, hai anh em đồng ý với cái tên nguyên khang oh, thì không nó, ngờ cái tên nó đã dính chặt đó, với đời <laughs> anh tới ngày hôm nay nó, nó, nó có những cái kỷ niệm rất là vui yeah. mà cái đêm của chị thùy dương thì sau khi anh hát thì anh được rất nhiều những offer của những trung tâm nhỏ wow. họ mời anh thu đĩa hmm. Thì À, trung tâm đầu tiên anh được hát một bài đó là trung tâm của chị thùy dương td music à. ừ. rồi sau đó thì anh có những cái bất đồng với cách làm việc của chồng chị thùy dương ừ. anh không có happy với cái cái cách làm việc đó ừ. cho nên anh không có hợp tác với chị yeah. thùy dương nữa thì anh hợp tác với trung tâm world ừ. world production của chú thành yeah. kêu là chú thành hiện đại đó yeah. <laughs> hợp tác với chú Thành cũng được vài cuốn thì sau đó anh anh thấy nó bấp bênh quá anh muốn trở lại cái công việc làm neo của anh cho nó oh, chắc ăn wow. tại vì lúc đó thật sự bố mẹ anh giận anh bố mẹ không nói chuyện với anh yeah. nhất dù thời anh. đó là ban đĩa nhạc đánh rất chạy yeah, mà. nhưng mà bố mẹ thì không muốn anh đi theo cái nghề này okay. yeah. nhất là bố anh yeah. cho nên uh, anh nghĩ là mình đi làm cái gì cho nó chắc ăn yeah. rồi cũng duyên đưa đẩy em thấy không yeah. cuối cùng thì anh, ngày hôm nay tên tuổi của anh thì uh, ai cũng biết tới hết và rất là yêu quý giọng hát của anh à, câu chuyện của anh kể rất là lý thú và có nhiều người chưa biết về những chuyện này cảm ơn anh và sau một vài phút phút thương mại thì hai anh em sẽ chia sẻ thêm về những sinh hoạt văn nghệ của anh ok và quý vị hãy giữ màn ảnh của chúng tôi xin cảm ơn quý vị uh, vẫn giữ làn sóng của đài SET và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nam ca sĩ Nguyên Khang. Um, thưa anh, lúc nãy anh có chia sẻ về những trung tâm anh sinh hoạt trong buổi đầu, thì uh, trung tâm nào là anh thâu hình video đầu tiên? À, trung tâm thâu hình video đầu tiên là trung tâm uh, thế giới nghệ thuật. Ừ, hmm. hmm. yeah. trung tâm đó làm cũng được vài cuốn rồi cuối cùng thì họ cũng không có không có theo. Thế giới nghệ thuật là một trung tâm do hai người anh em hợp tác với nhau là anh Triều với anh Thoại cùng với anh Hoàng Biển Tình. Thì anh anh hợp tác với Thế giới nghệ thuật là qua anh Hoàng Biển Tình. Sau khi World Production rồi anh nghỉ một thời gian thì anh Hoàng Biển Tình là người offer anh một cái offer mà anh không thể từ chối được để anh trở lại anh hát. Anh Hoàng Biển Tình đối xử với anh rất tốt trong những khoảng thời gian làm việc với anh. Anh là một người có một cái lỗ tai rất tốt. <laughs> ừ. à, trung tâm của anh cũng một thời gian rất là nổi tiếng à, ta về, về public city thì hoàng biển tình là người giúp anh nhiều nhất trong cái việc quảng bá tên anh kể cả lúc đó anh chưa có những cái lên những trung tâm lớn những cái trung tâm mà mình hằng mơ ước chẳng hạn như là asia hay là Hàng thúy Sân. nga yeah. Là kể cả vân sơn vân sơn thì anh nhậu hầu như là hàng tuần với ảnh nhưng mà không ừ. bao giờ ảnh mời anh hát hết á ừ. tại vì anh nói trung tâm của tao là hài mà mày hát cái gì ừ. không? thì lúc đó anh sơn anh chưa có chú trọng đến chuyện ca nhạc ừ. không? Ừ. anh chỉ là thuần túy là về hài thôi ừ. hài kịch ừ. rồi uh, anh hợp tác với anh hoàng biển tình thì cái trung tâm thế giới nghệ thuật họ ra đời ừ. Thì anh Hoàng Biển Tịnh giống như là anh Hoàng Biển Tịnh giống như là cố vấn về âm nhạc Thì anh Hoàng Biển Tịnh đưa anh vào hát với trung tâm đó Dạ yeah. Thì cái bài đầu tiên anh hát cho Trung tâm Thế giới Nghệ Thuật Vì cái trung... Uh, uh, cái... Cái bài đó... Vì cái bài đó mà cho tới bây giờ anh đi qua Canada anh vẫn bị problem uh. Có nghĩa là anh chưa bao giờ đi qua Canada hết Thì hôm đó là trung tâm quay tại Toronto, phim trường CBC ừ. gì đó Dạ yeah. Anh không nhớ rõ rõ lắm yeah. Ở bên Toronto thì nói là anh bay qua đó để quay, anh hát cái bài đợi chờ là bài đầu tiên anh được quay hình với một trung tâm mà quay kiểu như là live show vậy đó Còn trước đó thì anh quay MTV nhiều, anh về Việt Nam anh quay MTV cho anh Hoàng Biển Tình rất là nhiều Những bài Trái tim tật nguyền đồ này nọ xin còn gọi tên yeah, nhau yeah, là MTV. anh quay ở bên Việt Nam yeah. Là dạng MTV còn yeah. cái dạng live show thì bài đợi chờ là bài đầu tiên Đợi chờ của nhạc sĩ Phạm Đình Trương Phạm Đình Trương Thì cái như vậy họ không có làm visa cho anh mà anh cũng chẳng biết là phải có visa tại mình đâu có họ kêu à, em cứ đi qua em nói là em qua em nói là em đi chơi đâu có ai biết em là ai mà thật sự mình quay mình cũng đâu có cần visa gì đâu thì họ nói mình sao thì mình biết vậy thôi cái mình đi qua đó cái qua không có lý do chính đáng thì họ trục xuất anh về ồ wow à toronto Uh, cửa khẩu Toronto trục xuất anh về ừ. thì anh mới báo mà họ nhốt mình 24 tiếng xong họ mới cho mình về, ừ. có nghĩa là đợi cái chuyến máy bay sớm nhất là ngày hôm sau mới được bay về, không được ra ngoài. Uh, uh. Họ nói là I will put you in the hotel. Ờ, thì uh. mình cứ nghĩ là là cái hotel nhưng mà thật sự đó là cái trại giam của immigration, anh wow. được ở chung với hai hai cái người Nhật và một người Trung Quốc. <cười> 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 nhốt chung vậy nè mà tới giờ mới được gọi phone, lúc đó anh sợ anh khóc luôn mà. Ờ, oh anh gọi về nhà gọi cho mẹ anh anh khóc luôn nói con bị ở tù. Oh wow. Yeah. <laughs> It's terrible. Mm -hmm. Em hiểu không? mà anh bị đuổi về ngày hôm sau. Thì á tới cái thứ bảy là ngày quay rồi. Thì anh nói với anh Triều là em không qua được nữa, Canada không cho em vô. Yeah. Anh nói bằng bất cứ giá nào em cũng phải qua cho anh, em đi bằng bất cứ kiểu gì. Mm -hmm. Thì hồi xưa nhà anh xe đồ mà yeah. anh anh mới nghĩ ra mà hồi đó mình mình mê hát tới cỡ mình bất cần thân thể luôn em hiểu không? Yeah. anh bay lên Seattle yeah. anh chiều nói bút một cái vé gấp anh bay lên Seattle trong ngày trong đêm hôm đó anh tới phi trường Seattle là khoảng 8 giờ tối 9 giờ em của anh chở anh cross border Canada bằng đường bộ qua biên giới Vancouver như như là vừa... mà anh thoát ra em tin không Ồ oh, wow. Tại vì sao? Trong vòng 24 tiếng cái record của mình nó chưa vô. Chưa vô. Dạ. Yeah. Cho nên anh đi qua đó biên giới Vancouver từ Vancouver anh book một chuyến anh anh đợi đến sáng hôm sau hai anh em check in cái khách sạn tín em của anh nó chở anh đi. Hai yeah. anh em check in cái khách sạn xong sáng hôm sau từ Vancouver anh bay qua Toronto chuyến sớm nhất để anh quay kịp cái buổi tối hôm đó. Cái bài đó nó đúng là một cái kỷ niệm mà không, không bao rồi. giờ anh quên được yeah. và cho tới bây giờ anh qua Canada vẫn bị hỏi vì cái phốt đó <laughs> anh không làm gì hết anh vẫn yeah. đi hát bình thường bây giờ thì mình quá rành luật lệ ừ. rồi em hiểu không? Yeah. anh có giấy mời rồi mới đi yeah. có thư mời rồi mới đi nhưng mà đến họ vẫn mời mình vô tại mình bị cái phốt nó nằm trên computer yeah. trách nhiệm của họ là kêu mình vô hỏi Ê, anh yeah. đi đâu anh làm gì ở đâu ở đâu xong rồi họ vẫn cho mình đi thôi nhưng mà nó làm cho mình rất bực mình có một khoảng thời gian anh không nhận show Canada có nghĩa là mình 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 bực đó, mình mình cứ tới là mình biết là mình sẽ bị bắt vô tới là bị bắt vô đó là cái kỷ niệm không bao giờ quên được của anh và cũng trung tâm thế giới nghệ thuật vì trung tâm thế giới nghệ thuật anh mất cơ hội làm việc với Thúy Nga lúc đó Thúy Nga gọi cho anh tại vì lúc đó chính chị Thủy Thúy Nga là người gọi cho anh và offer anh hát được với hai người thần tượng của anh một cái show làm dòng nhạc thính phòng. Thời đó nhạc thính phòng ở đây rất là nổi tiếng. Yeah. Cái, cái cái người gây dựng cái những chương trình thính phòng lớn lên là cao đoàn ngàn khơi. Yeah. Rồi khán giả họ họ nghe thể loại nhạc đó, yeah. rồi bắt đầu những trung tâm nhạc lớn làm thì chương trình đó là làm những dòng nhạc nổi tiếng của từ công phụng Ngô Thụy Miên. Thì anh được hát hai chương trình thu quay hình tại Northbury Farm. Yeah. Mà chị thủy nói là anh sẽ hát một chương trình song ca với lại chị thanh hà okay. một trong những người thần tượng của mình và người thần tượng lớn hơn là tuấn ngọc anh cũng oh. sẽ được hát song ca ừ. thì anh mới nói là thưa chị em bị dính contract với lại ở bên thế giới nghệ thuật họ ký contract của em cho đến ngày birthday của em yeah. thì em mới hết cái contract mà ừ. có hai có năm contract thôi ừ. đó là tại sao anh mất luôn cái cơ hội hợp ừ. tác ừ. với tiếng nga nhưng mà... mà em biết thời thời đó ca sĩ mà được chị thủy của thúy nga hay là anh trúc hồ của asia gọi là coi như là cuộc đời của em nó sẽ có một cái bước ngoặt lớn vô cùng chính xác như vậy nhưng mà anh là người được hoàng trọng thủy đến gặp trúc hồ trước khi chị thủy thúy nga gọi anh và trước khi anh hợp tác với bất cứ trung tâm cd nào hoàng trọng thủy là người dẫn anh đến gặp trúc hồ là hôm đó anh thủy còn dặn anh á là nhớ kiếm bộ đồ nào cho nó đàng hoàng hôm nay mình tới gặp trúc hồ với thi vân yeah. Uh -huh. anh còn nhớ hoài yeah. lúc đó cái phòng phòng thu của Asia nó nằm trên đường Haster với Garden Grove ngay chân cầu Freeway 22 chứ không phải là ngay không bây phải giờ. bây giờ bây giờ là mới dọn ở đây thôi yeah. thì anh anh Thụy dẫn anh đến anh nhớ hôm đó anh đến là hình như là ca sĩ đến lấy bài anh gặp nhiều người ca sĩ nổi tiếng lắm anh gặp Gia Huy là anh gặp Nini rồi Vina anh gặp all the, all the famous singer là mình chỉ có thể nhìn họ qua màn ảnh thôi uh -huh. Uh -huh. I'm so excited yeah. và cái cuốn đầu tiên anh đó thì ngoài thì... với trung tâm Asia là cũng... Của... Không, để anh kể cho, yeah. cho em nghe ừ. cái này mới vui. Anh tới đó, gặp chú Hồ. Ừ. Thì anh thủy nói là, tới là chú Hồ đã nghe mình rồi, tới để cho mình thử giọng. Yeah. Em có tin chú Hồ nhìn anh ba giây, three seconds. Uh -huh. Đi về đi, <laughs> rồi mai mốt anh cần anh gọi. Uh -huh. Anh bước ra xe anh khóc luôn mà. Three uh -huh. seconds. Là chưa He didn't rồi. even give me a chance to get my ass in the studio. Cho nên anh nói á, những các bạn trẻ hay là các em á, muốn trở thành ca sĩ á, Listen to my story and you will feel better about your life. Don't complain. Quan trọng là cái passion của mình nó như thế nào, nó mạnh như thế nào. Chứ cuộc đời người nào các bạn cứ nghĩ là người người ca sĩ bước lên trên sân khấu là một cái hào quang no is not. Đúng là như vậy. Và khoảng bao lâu thì anh lại được anh Trúc Hồ mời lại cộng tác? 12 năm sau trời đất ơi wow một thời gian quá dài sau này anh em thân với nhau anh có nhắc yeah. anh có nhắc anh Hồ anh Hồ thôi à, lúc đó chắc anh không nhớ gì <laughs> này đúng rồi giọng anh chút mà anh anh tin vào duyên Nhưng anh là rồi. cái người rất tin vào duyên uh -huh. những con người khi trên cuộc đời của mình nó có những cái cuộc gặp gỡ đó uh -huh. nó mean to be uh -huh. người ta không có phải đi ngang gặp gỡ nhau một cái lời chào mà nó không có gì tất cả là đều có sự sắp đặt hết đúng rồi anh. Yeah. Đó em phải tin chuyện đó em rất là tin cái vấn đề đó và anh cũng đã có duyên hợp tác với ASIA trong một thời gian là 13, 14 năm thì được biết vào wow, nửa năm em nay em nhắc tên thấy già <laughs> nếu không làm là cuốn mùa hè được trở 203 từ bài à, mai tôi rồi, đi bài mai tôi đi 2003 <cười> tới <cười> giờ là cũng 14 năm rồi thì được biết là hồi đầu năm anh chia tay với Isa xin anh nói sơ về cái lý do của anh uh, thực sự ra nó có nhiều vấn đề lắm uh nó có những cái nó nảy sinh từ trước đó rồi em hiểu không? nó giống như là một cái ly nước mà nó bị tràn thôi mà nó không phải xảy ra riêng cho anh mà xảy ra đến những người xung quanh anh những người mà anh thương mến thì dĩ nhiên những ca sĩ khi họ đi họ có lý do của họ và họ ở lại họ cũng có lý do của họ anh không có anh không có lớn cấn chuyện đó nhưng mà cái chuyện anh quyết định đi cho đến bây giờ anh vẫn không hối hận về điều đó và những người anh em của anh cũng không hối hận về điều đó nhưng mà cái điều mà tụi anh mừng nhất là tụi anh thấy được chị thi vân đã khỏe mạnh trở lại và chị thi vân bắt đầu biết là chị thi vân phải làm những gì để vực dậy cái trung tâm mà không riêng gì công của chị thi vân mà nó bao gồm công của rất nhiều thế hệ ca sĩ và nhạc sĩ đóng góp trong đó nó không phải là cái business riêng của gia đình chị thi vân chị thi vân phải biết chuyện đó nhưng mà chị Thi Vân đã từng bỏ bỏ bê nó em hiểu không? đã làm thất vọng rất nhiều người trong đó có anh nhưng mà bây giờ là một cái anh rất mừng bây giờ anh gặp chị Vân hoài chị em vẫn vui vẻ với nhau tuy là không làm việc với nhau nhưng mà cũng có một thời gian hợp tác với nhau thật là vui nhưng mà cũng có một thời gian tụi anh thật là thương chị Vân mà thật là lo cho chị Vân nhưng mà chị Vân hầu như không thương bản thân mình cái đó là cái lý do mà tụi anh buồn. Tại vì em hiểu không? mình làm việc mà mình là một cái trung tâm chuyên nghiệp, dạ. mà mình không chuyên nghiệp rồi cuối cùng mình không thấy kẹo nổi mình đưa cho những cái người nhỏ hơn không biết gì hết vô chỉ trỏ xỉa sói. Ừ. thì cái đó nó không dạ. nó không có hợp với tụi anh. Dạ, tụi anh là những người làm việc chuyên nghiệp, tụi anh muốn cái gì nó ra cái đó dạ, vâng. nó chuyên nghiệp. Và được biết là sắp tới đây anh cũng tiếp tục. Cái sinh hoạt văn nghệ mặc dù anh con không còn hợp tác với Isa nhưng mà anh vẫn show diễn đều đặn và đặc biệt hơn là tại Lạc Cầm. Tại cái phòng trà nơi chúng ta đang ngồi sẽ có một show nhạc quan sắp tới vào tháng 8 ngày 12. Xin anh nói ừ. thêm về cái đêm nhạc đó. Thật sự thì Lạc Cầm là cái chỗ giống như là nhà của anh, anh yeah. Khiết uh, là người uh, run cái hội quán Lạc Cầm này. Anh Khiết là bạn thân của Thủy từ Việt Nam anh với anh khiết biết nhau cũng gần gần hai chục năm rồi ừ. anh khiết là hồi đó là một người rất yêu nhạc chỉ ra chơi thôi anh tối ngày ngồi nghe hát vậy thôi à, bây giờ thì anh khiết quyết định làm cái gì mà mình yêu thích ừ. thì anh có cái hội quán là cầm thì đây là một cái chỗ dành cho những người yêu nhạc những người yêu những dòng nhạc hay muốn gìn giữ nó thì anh khiết là một trong những người đi tiên phong mặc dù anh biết tháng nào anh cũng lỗ hết nhưng mà anh vẫn làm đó cho nên cái đó là cái lý do anh rất là quý hội quán là cầm anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để giữ cái chỗ này. Nó giống như là cái nhà của anh. Thì một năm thì quý vị cũng biết là Khang xuất hiện là cầm ít nhất cũng phải hai lần. Đúng rồi. Đó. Tại vì lần hôm... nào anh cũng có một cái rất là hấp dẫn, interest mình lắm. Thì Khang vẫn mong là quý vị sẽ đến ủng hộ hội quán là cầm nói chung và Nguyễn Khang nói riêng trong cái đêm 12 tháng 8 này là quý Khang tin là quý vị sẽ có một buổi nghe nhạc và chúng ta sẽ trò chuyện rất nhiều. Nếu quý vị muốn hỏi thêm nữa cứ hỏi Chứ bây giờ thì Jimmy chắc cũng không có nhiều giờ đúng không? Dạ đúng như vậy à, Mọi chi tiết quý vị muốn liên lạc để có cái chỗ ngồi tốt trong đêm nhạc của nam ca sĩ Nguyên Khang Quý vị có thể liên lạc với là Cầm Cái poster chúng tôi sẽ show lên cho quý vị coi Và chắc chắn đêm nhạc đó sẽ là một đêm mà nam ca sĩ Nguyên Khang sẽ tâm sự với tất cả chúng ta bằng âm nhạc Xin cảm ơn anh thật nhiều góp mặt trong chương trình của em hôm nay và chúc anh luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cái con đường văn nghệ của anh. Cảm ơn em nhiều. À, Nguyên Khang xin kính chào tất cả quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như ủng hộ cho Jimmy Show. Xin cảm ơn quý vị.